Cá lóc là nó hay ở mấy cái lùm á. Có cái chà chà chút 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 Ừ. mà cái lùm có hức nó không ạ? Chù, cái tôm. Mà lấy cái rổ mà đi xúc tôm được đó thôi. Lấy cái rổ đi xúc được đó. Làm gì còn cá chỗ đó mày nữa đâu mà mấy nữa mày nãy giờ mày giờ mày bấm chỗ đó 2-3 lần rồi cá nó chạy liền chứ. Cực. Mày cầm đi chứ gì đó, đó chậu cho rớt nước à. Kệ cứ để nó đi rồi nhí tiếp đi. Dục mạnh lên chỗ này nè. Mạnh tay vô đây này, xíu đưa xe lên xíu nữa. Nào, cái răng này à? Chô, xa chô. Má kiểu tôi rồi mạnh mạnh lên đây luôn nè đủ. Cá lăng rớt xuống đó hả? Rớt thì nằm đó chứ đâu chết rồi mà. Chết. Sau lưng kìa thun. Trời cái thằng cu này. Thì mày cầm nó đi hơn rồi qua mày đưa. À,
Được lên mít tải nè, đợi nè, mới nhiều nè. Thuần có mấy con cá mà đụng đéo chứ xong. Có mấy con cá mà đụng mà cũng mệt nhọc hả Thuần hả? Đủ, cái này nó sập rồi. Hả? Cũng phải có nhiều cũng được rồi, còn đậu gì nữa. Có nhiều thì sơi bấy nhiêu chứ còn đậu cho hung nữa. Ở đây mình hỏi nhí quá mà làm gì còn cá nhiều. Bóp đó luôn má cá con không đó, cá lớn hả? Bóp tiếp cái nữa coi thử coi nó ra không. Tép đù quá trời tép hết. Ngay chỗ này mà đéo có cá à, thôi chỗ nào cho có. Đó đó còn con trắng trắng đó. Cá thật đắt. Đụng cái cây rồi. Làm gì có. Xe vô, mò xe vô. Ngay cái cây ở dưới cái cây á. Ừ. Đụng cái cây mà. Đụng cái cây mà nó lên tim kiểu đó là đụng cái cây. Ừ, nó chỉ lên 1-2 tim thôi. Cho ba nấu cà chua.
tôi vô việc nha, không biết nha. Cá đó nó mới hấp dẫn. Bóp tiếp lên trên cái nữa đi rồi bay xe qua bên này. Nó ở cái bóp nhà này cho nó chạy chứ. Chú cha là tép. Má tép nó làm thấy gớm không? Giờ nấu canh thục. Xúc vậy đều có. Tép nấu canh thục chứ có măng nơm nữa. Xe lên đây, cái đây cái đó. Đó, ừ, bóp. Này dễ có cá trắng lắm nè. Khu đó dễ có, đó. Mấy cái đó dễ có cá lóc lắm á. Mấy nước sình kiểu này mới dễ có cá lóc nè. Nhí bên này nè, ừ nhí đó, nhí cho nó ép qua bên kia. Đó đủ nó chạy đâu. Đẹp chết là sao á. Nó chạy rồi không ấy đâu. Nhí tiếp đây nè, nhí tiếp lên. Xe tay đi lại theo lên. Đó, đủ một cá trắng đó, vô vợt. Rồi, vô rồi. Đủ nó chạy mẹ rồi, thấy không có dấu. Để cái vợt lẹ đi. Sao? Má tung chân luôn á. Cái đồ phi quá. Nhảy xuống câu. Má tung chân luôn. Mò xuống mò thử. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, tim nè, tim nè, tim nè, đi theo lên thử. Thấy không, thấy tim không? Coi thử. Ờ, cái mũi vợt rồi, đau mà. Nó chạy tung chân luôn đi. Chạy xuống rồi. Nó đi cố rồi. Đẹp chết. Ngồi dưới sân. Tại riết nhỏ, tại dài ngại cái này. Mệt này, tên này, tên này. Bóp coi, bóp coi. Thế hắn lại tạp à? Đừng có lủi cái cặn dưới sân. Ngồi dưới sân á. Đừng có lủi cái cặn ở dưới cái sân đó, lủi. Dưới sân á. Cơn biết cơn rồi. Clone. Đây, nắm đầu. Chết mẹ rồi, đâu rồi? Đù. Mê. Cái tay hai tay với một tay mày làm gì? Đù. Lóc. Đeo chết, nó phóng luôn mà. Mày xe đó. Kiểu này nè, nắm cái. Đúng rồi, nó cắm đầu xuống sình chứ sao? Mòi xe vô, mòi xe vô. Nó cũng bấm rồi này. Mày chạy đi đâu mà con chạy. Cá bóng. Cá bóng tượng nhưng cá lóc đâu đủ mà. Mày chạy đi đâu mà con chạy. Con này được 3 lạng, 4 lạng, 4 lạng, được 4 lạng. À, thấy mày. Chạy đi đâu mà. Sình lắm, sình tới đây luôn nè. Nó cắm đầu xuống sình mà. Sình lắm luôn.
Cá này cá ở sình mà đó. Cá lóc giờ nó đâu còn đây đâu, cá lóc là chạy xuống kia rồi. Cá con vậy mà nó không thấy đường vớt không nội, anh để cho trôi. Cái gì? Bắt rồi. À. Ngẫu quá mà. Đó, lên đây này, lên đây. Cá bự không? Nhí mình đều đều cho nó ép cá chứ nhí không biết đường ép cá mà. Nhí nó không biết đường ép cá mà. Nó bị điện hồi nãy giờ. Thấy là nó từ trên cái cục đất á nó xuống á. Cắm đầu xuống đất mà. Nó không biết đường mà người ta nhí là họ biết đường họ ấy cá họ làm ép cá nó vô trong bìa á. Chích ở giữa ra, ép cái cá nó vô hai bên. Đó, khi mày đi ngay giữa đó là mày bấm cái ở giữa trước. Đó, đó, ừ. Cho cá nó chạy vô hai bìa. Xì là đẩy cái cần kia lên trên đây nè, hai cái cần xa xa ra. Làm gì sắc rạc đó mà. Bậy nó có phải cách, khoảng cách nó phải được 6-70 phân. Ba hơn ba lạng. Lù quá nè. Đó, quá trời. Các con ở đây. Cá không tưởng là vô sinh kiểu này nè. Vô sinh không mà. Đi ngay giữa, đừng có đi theo qua bên biển chứ, cứ đứng đi ngay giữa. Đó, để nhí mấy cái chỗ này nè, mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ cá nè. Đó, quặng cái khu chỗ này nè, nhí cho đàng hoàng vô. Có lương làm gì có mấy nhí đó mà lương. Đất này không có hả? Nó nhí ngay giữa đi. Nhí sát vô, ừ. Đừng có đâm cái cần xuống nó nặng mấy, đâm nó nghe điện nó ấy liền thấy không? Đùng má tép. Đó. Nhí ngay giữa. Rồi vô đây. Qua đây nè. Mấy cái cần như mày đuổi cá. Cái này cũng không có mạnh lắm. Mấy này cũng không mạnh lắm. Cá nó bay quá trời này. Nhí hết cái khu này đi, cái đã rồi ăn bác.
Nó lên khu này nè, dễ có cá lắm nè. Nó phải nhí vậy đó, mới lùa cá nó lên được. Này có cái chốt mình lên đây là thôi, bắt không hết luôn. Ủa cái máy này cũng khâu đây hả? Khâu cái đám xu đó phải không? Thôi mấy cái đá đó đó. Là thun. Đó, lụm vô thun. Hết rồi, chỗ đó đâu nữa mà nhí hoài. Đó, nhí đi đó. Đó, 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 đù, con cá gì đó, đậy rồi. Đó, nó nổi lên đó. Cái rùa biển. Này còn dễ có cái nó dồn lại. Nhí nó dồn lại nè. Đụ nó quay qua cái nó dí cái mày tê giò á. Đứng ở dưới sình. Nhíu qua này nè, đưa leo đây nè cung. Cung. Nhíu qua mấy chỗ này nè, dễ này dễ có cá trắng lắm nè. Đó. Sau lưng con nè. Ui, dứt sâu ngay cái chân mày đó đó đó. Con này thúi rồi. Thúi rồi hả? Tép quá trời hết. Cái rẫy này của ai? Thun. Ai? Búp đó, búp xanh đó hả? Búp đen á. Bán rồi. Nó bán hồi nào? Ui, chưa chỗ này nè. Cái này là dễ có cái ấy lắm nè. Có cá con quá trời không? Nó nhí vô cái lòng đó thôi. Đi lên xíu nữa thôi. Với cái khu này lại cái chỗ cạn kia nữa được kìa. Đó, cá lóc đó. Rồi cho gu lại lùm gu. Nó ngay cái ống đó. Rồi. Đi lên. Đù mà đứng đó. Kiếm 5-6 con lóc kia này. Nhí ở giữa vô. Đó đó con cá trắng đù chạy rồi. Chú mày con đĩa nó nhỏ. Không dám ở lâu. Ốc này bự lắm nè. Ốc bươu.
Đù mà thứ đó về làm mà ngâm rồi đi, kỹ kỹ đi cái đồ nướng chấm muối tiêu chanh á, đù mà đã lắm. Đây nè, quằn ở dưới cái cây đây nè. Nhỏ lên rồi. Hết bệnh rồi. Cá lóc thì dễ chết lắm, không có như cá kia. Phi á. Đó, vậy từ từ mang ngay mấy cái kẻ đá đó. Nghe gì hết trơn rồi. Mấy cái kẻ đá vậy mà không có con nào hết ta. Đù, trong hầm đá kìa. Hầm hầm đá đó, chết đó, nghe từ từ ghê đó. Đéo nghe nó nhảy trong đó. Nằm ngoài á. Chết là nghe trong đó. Ẹt. Ừ. Ẹt, ẹt mà thò tay đâu có tới đâu. Nghe đầu tiên, chết nghe cái động cái bụt ở trong đó, trong hang á. Hồi mua nước cạn qua cái hang đó. Còn con mà sao? Hồi chắc nhí lên tới đây nữa thôi hả? Mẹ hết bệnh nữa luôn. Nó nhí vô khu này nè, im im với mấy cái khu đó đó. Đó đù nó chạy rồi. Chạy luôn. Chạy rồi mà nhí cái gì nữa, xuống làm gì xình nữa. Cái gì mà mỏ. Trời, bệnh quá. Dòm là biết có cá hay không. Đá của hang nó sướng. Hang, hang cực sâu rồi. Đừng có lủi cần xuống dưới sình. Mày có đường quẹt không? Có. Đụng mẹ rớt đâu rồi? Đụng mày đâu rồi cu?